mục mở màn, đó là phần catwalk của hai thí sinh rất là dễ thương. Tướng đẹp quá, tướng đẹp quá. Nhiều khi cái dáng đẹp quá cũng khổ nữa. Em chỉ có đi đón tàu thôi đó, mà mọi người xung quanh cứ tưởng em đi catwalk không à. Mà công nhận nhìn dáng em cũng đẹp thiệt. Sao tàu chưa tới nữa ta? Ủa, tàu chưa tới nữa hả ta? Ủa, Hoa? Hoa phải không Hoa? Dạ không phải, anh nhận nhầm người rồi. Em là Bông chứ không phải Hoa. Xin lỗi Bông nha, tại nhìn Bông giống Hoa. Một người bạn của anh quá, cho anh xin lỗi em. Ủa vậy anh tên gì hen? Chả giấu thì Bông, anh tên Gân. Bông Gân. Ủa, mà em cũng đi đón tàu hả? Dạ đúng rồi. Em đi đâu? Em xuống ga nào? Em xuống ga ra. Còn anh xuống ga nào? Anh hả? Anh xuống Galaxy. Ủa trời, em ngồi ghế nhiêu á? Dạ em ngồi ghế số 3. Ủa trùng hợp ghê á. Ba chị mày nổi, anh ngồi ghế số 7. Ủa, nhìn em xinh như này chắc là có người yêu rồi em. Chuyện đó thì cũng nhiều người thắc mắc á. Thật ra thì em chưa có bạn trai. Ủa trùng hợp ghê. Anh cũng đẹp trai mà chưa có người yêu. Ủa, ăn cướp, ăn cướp. Ê, ăn cướp đứng lại. Ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Bắn liền, ăn cướp kìa. Bắn ăn cướp, đâu. Con này mày kỳ mày. Ủa mày là ăn cướp, mày không diễn tả ăn cướp sao biết được tao bắt. Mày diễn chú không à. Con mới vừa la ăn cướp là chú phóng rồi chú chạy à. Con chưa kịp nói gì chú hết. Vui một thói quen con ơi. Đầu ở đây ăn cướp nhiều lắm, mỗi lần tao nghe một cái tao súng giò tao chạy à. Mà mày cũng hớ hên nữa. Nãy giờ mày giành đi biết bao nhiêu là cái bản là đề phòng trộm cướp. Vậy mà mày cũng để cho nó cướp được là sao? Ơi chú ơi, con có để ý luôn á chú. Giờ con thấy là nó bị cướp rồi. Trời vậy thiệt tình á. Nó cướp gì của mày? Dạ cái điện thoại á chú. Điện thoại hả? Dạ. Nhiêu tiền? Dạ 1 triệu lận á chú. Trời đất ơi, 1 triệu lận đó hả? Dạ. Ghê vậy. Thôi bỏ đi con. Ôi chú ơi chú. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không con ơi, chuyện không đáng gì đâu ha. Ôi chú giúp con đi mà chú, cái điện thoại đó có nhiều dữ liệu quan trọng lắm. Nhiều dữ liệu lắm hả? Dạ. Thôi được rồi, mày kể tao nghe đi, tao ghi thông tin lại rồi tao tìm cho nghe. Dạ chuyện là
Xong chưa chú? Đầy đủ chưa chú? Chú. Chú ơi. Chú. Trời đất ơi, nãy giờ con kể mà chú ngủ. Coi chú có ghi chép đầy đủ cho con chưa? Tôi vẽ bốn đường rồi. Tôi vẽ đầy đủ hết trơn á. Coi đúng không? Mày khỉ cuốn quá. Nè, bây giờ thông tin đầy đủ nghe không? Thôi bây giờ đi. Rồi chừng nào có thông tin tôi kiếm giùm cho, tao thông báo. Dạ. Ờ. Cảm ơn chú. Thôi đi đi con. Hiện giờ con lên tàu về quê chú. Gì? Lên đâu? Dạ lên tàu về quê. Tàu nó chạy được nửa tiếng rồi. Ủa? Trời ơi. Cũng chú không á. Gì tao? Chú còn báo thằng thằng cướp nữa. Trời. Cái điện thoại có 1 triệu à. Vé tàu quả tới 2 triệu luôn đó chú. Cũng mày không à. Nãy nó kêu 1 triệu tao bỏ đi. 1, 2 mà ngồi mà bắt tao ghi cả tờ giấy. Giờ mày trách tao làm sao mày? Vậy giờ sao giờ chú? Đâu bây giờ vậy đi. Lỡ rồi tàu nó đi. Thôi tao mày đi vòng vòng kiếm. Nhiều khi ăn cướp nó còn quanh quẩn đâu đây à. Dạ. Ừ thôi đi. Mệt ghê á. Mày kéo qua ly đi hả mày? Con này đi nè. Đi từ thiện á chú. Thôi gán chứ biết sao giờ. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh, không lo đi làm ăn mà đi ăn cướp. Trời đất ơi, sao báo mày... hại tôi phải đi vất vả đi tìm anh khắp nơi. Sao mày quýnh nó dữ vậy con? Vậy mới hả dạ con á chú. Tới tao. Chú còn mạnh hơn con nữa. Vậy mới hả dạ tao. Bắt đầu đi từ sáng tới giờ. Bước đi mày. Đâu điện thoại tôi đâu, trả điện thoại lại cho tôi. Trời đất ơi, mày làm gì thanh niên trai tráng đi ăn cướp con gái người ta mày? Em hiểu lầm anh thôi, chú hiểu lầm con thôi. Hiểu lầm gì? Đâu trời trời đầu đua chuyện sao mày kể tao nghe từ đầu coi. Kể nghe cho rõ. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn. Giờ này gặp nhau. Ê mày điên phải không? Ê này nó kể rồi. Kể nó nghe hai lần rồi đó. Chú nói cháu kể từ đầu đi, cháu kể đúng từ đầu. Mày vô khúc giữa đi, nào quan trọng nhất mày kể. Trên sân ga chiều người đông quýnh khùng mày khùng hả mày? Mày có khùng không? Tao biết rồi. Mày vô mày cái chỗ này tao biết rồi, ai cũng biết rồi, ổng biết rồi luôn kìa. Hả? À. Mày kể cái khúc nào quan trọng coi. Khúc phố đêm là cái ông này ổng biết nè. Kể đoạn quan trọng nha. Mày kể phố đêm tao quýnh mày nữa. Tao không dám đâu. Mày kể thì em đàng hoàng tao nghe. Hồi nãy á, lúc mà em đang nghe điện thoại của mẹ nó thì đằng kia có hai thằng đi xe máy, nó tính giật điện thoại của em. Con mới quýnh ngay con giật con chạy luôn hả? Nó khỏi giật. Con đâu có giật đâu. Hey! Ủa gì mày cha ăn cướp luôn rồi. Trời đất ơi, con người ta mày chưa giật, mày giật là mày làm ăn cướp thất nghiệp. Mày cũng có lỗi. Trời đất ơi, mày mới giật đồng ý cái mục đích mày nó tốt á, nhưng mà cái mày làm nó sai, hiểu không? Phải có cách nào giải quyết cho ông thỏa. Để tao đi vòng vòng tới nửa khuya vậy mày. Giờ mày sai mày xin lỗi nó đi. Anh xin lỗi em. Mày xin lỗi tao nữa. Con xin lỗi chú. Mày cảm ơn nó. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn tao. Cảm ơn chú về chú. Bây giờ mày giỡn mặt á mày. Bây giờ tao viết biên bản rồi, bắt buộc hai mày phải lên phường. Đi theo tao. Nhanh. Dạ. Mệt ghê à. Cảm ơn chú bảo vệ Hải Châu nha. Dạ chú vô trầm đi chú. Để ngồi có cướp giật gì nữa chú ra nha chú. Cảm ơn chú. Giúp làm râu. Giới thiệu quý bà con cô bác, bạn Tâm Như và bạn Trang. Đó, đây là một cái liên khúc của hai bạn luôn. Đó. Đó, cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho hai bạn. Và bây giờ thì con với lại bạn Trang sẽ giới thiệu về mình đến ban giám khảo với quý bà con cô bác nha con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được phép chào chú Châu Thanh, cô Ngọc Quyền, chú Minh Nhí và chú Kim Dừa cùng tất cả bà con đang xem chương trình Ngôi Sao Biệt Vườn mùa 3. Dạ, con tên là Tâm Như, quê của con ở Bến Tre. Hiện tại con đang là sinh viên năm 2 trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Con học ngành gì nè, con giới thiệu cho ban giám khảo với quý bà con bác biết luôn nè. Dạ con học ngành kế toán. Ngành kế toán. Kế toán là con học 4 năm đúng không? Dạ. Rồi, kế toán mà đi thi hát. Ở trong trường con có hay hát văn nghệ đồ không? Dạ cũng có ít thôi chú. Còn ở địa phương con có tham gia không? Dạ có, lúc trước thôi nhưng mà giờ hết. Là lúc học lớp 12 hả? Dạ. Là con tham gia cho xã đoàn nữa ha. Dạ.
À, rồi đây là cuộc thi đầu tiên con thi luôn hay là con có trước đó con có tham gia nhiều cuộc thi gì nào chưa? Dạ trước đó thì có thi ở tỉnh với lại văn nghệ ở trường đó chú. À có nghĩa là mình đại diện cho xã đi thi mấy cuộc thi. Dạ không, cái đó tương tự đăng ký đi thi vậy ạ. Tự đăng ký thi dạ. À? Của tỉnh Bến Tre hả? Dạ. Rồi bạn Trang giới thiệu gì mình đi bạn? Lời đầu tiên thì cho phép qua con gửi lời chào tới chú Châu Thanh, kia cô Ngọc Huyền và chú Minh Nhí và chú Khương Dừa. Con tên là Văn Trang, con đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Trước thì con làm điện tử, khi mà vào trong này thì con làm tự do đó. Dạ. Rồi, giờ hai tiết mục của hai bạn liền kề nhau luôn. Bây giờ mời ban giám khảo mình sẽ cho hai bạn nhận xét ạ. Chú nói về Tâm Như trước ha. Chú thấy con có cái rất là tự tin khi bước lên sân khấu. Nhất là mỗi cái người mà bước lên sân khấu mà được cái niềm tự tin như vậy thì bao giờ diễn cũng rất là hay. Tự nhiên và tự tin. Chú rất là thích giọng hát của con. Chú chúc mừng con hôm nay đã đến với Ngôi Sao Miệt Vườn. Chú nghĩ rằng khi chương trình phát sóng ra chắc mọi người sẽ yêu mến con nhiều lắm. Chúc mừng con ha. Rồi bây giờ tới Vân Trang ha. Trong cái những người ca sĩ mà con có ái mộ người nào không? Dạ con ái mộ nam ca sĩ Đan Nguyên ạ. Thấy không? Đan Nguyên. Chú hỏi Đan Nguyên. Chú hỏi lại tại chú thấy con ca có nét về chữ giống như phong cách của Đan Nguyên. Nhưng mà cái giọng ấm lắm con, ấm và có một cái truyền cảm lắm. Thì dù con là một cái người làm về cái công nghệ để trong cuộc sống mình chưa phải là một sống với cái nghề hát, nhưng mà chất giọng tụi con hôm nay hai con rất là bé nào cũng hát hay hết. Chú rất là thích hai giọng hát của tụi con. Rồi cô Quyền chào Tâm Như cũng như là chào Văn Trang. Cảm ơn hai con, một người là ở Bến Tre vào Sài Gòn học, một người ở Ninh Bình vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì quý lắm cái tấm chân tình của các con, đặc biệt là Vân Trang nha. Cô biết là chắc con ở Ninh Bình tại vì yêu cái Ngôi Sao Miệt Vườn và yêu văn nghệ nên quyết định vào trong đây làm việc phải không con? Dạ. Đó thấy chưa? Thấy thương quá trời thương à. Cô sẽ cho con điểm cộng. Giờ cô phân tích về giọng hát của con trước nha. Dạ. Nói chung là cái giọng hát của con như chú Châu Thanh đã nói rồi, cô không lặp lại. Cô chỉ nhắc con thôi, cái giọng rất là đẹp, vang ấm và con hát bolero rất là mùi. Chỉ có cái là nhớ cái đoạn bắt đầu từ sau gian tấu đó con hát hay hơn nhiều. Sau gian tấu con không có kéo micro ra bị mất chữ, thấy không? Vừa phải ra để nó vừa không có đủ quá vang rộng và quá gắt cái chữ đó, nhưng mà nó lại làm đẹp cái bài hát của con. Thì từ cái đoạn gian tấu trở đi con hát rất là tuyệt vời. Cô Quyền nhắc thêm một tí nữa là con nên giữ cái hơi hậu đầy hơn một tí để cho cái tình cảm và mấy cái nốt liếng cao của con nó nhấn hơn tí xíu thì nó tròn hơn. Nhưng mà con vẫn hát đẹp, cô rất thích. Rồi trở về Tâm Như, cái giọng con rất là đẹp. Con có cách hát á, cô Quyền có vài chữ, một cái đoạn giống như con hát rất là ngọt, giống như cô Như Quỳnh vậy đó, cô rất là thích. Bởi vì nó rất là dịu dàng, nó như một dòng suối chảy. Nhưng mà đối với cô đó thì Tâm Như phải luyện nhiều hơn về thứ nhất là cái khẩu hình để cho nó tròn hơn, để khi mà con phát âm ra con hát đó, nó sẽ tình cảm hơn chứ nó không phải bay không. Cô Như Quỳnh hát rất là đẹp, con không? Từ khẩu hình, từ giọng hát, từ cái mượt mà luyến. Thì con được cái mượt mà luyến và giọng hát đẹp. Cô Huyền rất là thích tiết mục này và hy vọng rằng là được đón hai con vào vòng song đấu. Cảm ơn hai con. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, mời giám khảo Minh Nhí ạ. Bạn có biết rồi thì chú sẽ không có biết lại nha. Tại vì chú rất là đồng cảm với lại hai cái góp ý của chú Châu Thanh và cô Ngọc Huyền. Hai đứa có cái lợi thế này là cả hai đều rất là trẻ trung và lên sân khấu rất là sáng sân khấu. Tụi con mặc đồ đơn giản thôi, không có phải là cầu kỳ gì lắm nhưng rất là dễ thương luôn. Và nếu như chú tưởng tượng, nếu như hai đứa mà là hai ca sĩ mà mặc đồ mà đẹp hơn, ấy hơn thì tụi con sẽ không được còn thu hút hơn nữa, hoặc là có make up, có tóc tai hơn nữa thì tụi con sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn của mình là cần như vậy thôi. Dạ, nó mộc mạc. Ý của chú là gì? Tụi con rất mộc mạc nhưng tụi con rất sáng sân khấu, là tụi con còn đẹp nữa đó. Hiểu không? Đó là lợi thế của tụi con. Tuổi trẻ nè, thanh sắc nè, hai đứa đều dễ thương hết. Và đặc biệt là diễn xuất á, con thì hơi hơi hề hề chút, hơi làm lố chút, nhưng mà bé Như á diễn rất thật.
thoại cũng rất thật. Và trong cái hát của con cũng rất thật. Con không có gồng gánh con hát. Cô Quyền nói đúng đó, con phải luyện lại kỹ thuật một chút xíu. Cái phát âm con nó to một chút xíu. Nó cứ âm vực á, con phải tống nó ra. Con hát luyến rất hay luôn. Luyến của con rất là hay và hát rất là tự nhiên. Riêng con á, bé trai Trang á, chú rất thích cái giọng của con. Thật sự, chú rất thích cái giọng của con. Con, khi con cất giọng lên thì chú biết chú đã nghĩ là con thần tượng Đan Nguyên. Con bị nhiễm, chú Đan Nguyên, anh Đan Nguyên. Nhưng mà giống như chú Thanh nói là con cũng có cái riêng của con. Chỉ một vài cái chỗ con hát giống. Hiểu không? Nhưng mà cái chất giọng của con hay và cái cách biểu diễn của con cũng hay. Con giữ những cái đặc biệt của anh Đan Nguyên, con mê. Nhưng mà con ráng con tập làm sao con phải hát cái giọng, cái chất của con. Dạ. Thì con mới thành công nha. Rồi ok, nói hơi nhiều mà tại vì tụi con là tuổi trẻ nên chú rất là thích tiết mục của hai đứa cho nên nói hơi nhiều chút xíu. Muốn truyền năng lượng cho tụi con. Rồi bây giờ Như xuống dưới nhận bông ha, rồi Trang thì phụ anh mang quà của hai bạn vô để tặng ban khảo ha. Nè, tặng cho con gái nè. À, tặng con nhẹ. Còn tặng con. Dạ đây, đây quà của con hả? À con xuống con gửi tặng cho ban khảo đi con. Trời ơi, măng cục nữa. À, măng cục ở xưa quê, quê hương Bến Tre. Sắc cái gì? Suka. Tặng cho con nè. Cứ quên tên mình biết vậy. Cảm ơn Suka con. Suka lớn rồi, Suka quên tên mình. Tặng con. Suka. Suka hồi cháu mới ăn măng cục. Dạ con, cái này cho cứu. Cảm ơn con gái. Khán giả cháu luôn. Rồi, cô này là, cái này là cơm cháy của quê con. Rồi, cảm ơn con. Rồi cảm ơn Trang nha. Cảm ơn nghe bây giờ đây hoa của Trang. Món gì của quê con vậy con? Dạ cơm cháy á. Cơm cháy. Cảm ơn con trai. Ngôi sao miệt vườn. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.